nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trò chuyện với vong linh liệt sĩ. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ đượm chất liêu trai giữa nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và vong linh liệt sĩ Ngô Trọng Đại, Phạm Văn Thành đã diễn ra vào hồi 16 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2002 tại căn phòng nhỏ của chị ở khu tập thể Kim Liên, Hà Nội. Tham gia cuộc gặp gỡ có Thiếu tướng Chu Phát, chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người, Đại tá Hàn Thùy Vũ và anh Phạm Vân Mận. Trong không khí tĩnh lặng thiêng liêng phảng phất hương trầm, trước di ảnh của hai liệt sĩ, nhà ngoại cảm tay chắp trước ngực thành kính, giọng đầy xúc động: "Thưa bác Ngô Trọng Đại và anh Phạm Văn Thành, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2002. Cháu Phan Thị Bích Hằng cùng anh Phạm Vân Mận là em của liệt sĩ Phạm Văn Thành. Thiếu tướng Chu Phát, Đại tá Hàn Thùy Vũ muốn được mời bác và anh Thành về. Xin hỏi bác những thông tin có liên quan đến trận đánh, căn cứ biệt kích Kênh Áp và đặc biệt là nơi mai táng cũng như tình trạng hiện nay của các liệt sĩ tại Cơ Băng." Ngừng lời như kìm nén niềm xúc động, mắt vẫn dỗi nhìn vào tấm ảnh đã ố vàng của liệt sĩ Đại. Chị đang hắn giọng rồi nói tiếp giọng run run: "Thưa bác Đại, nhiều năm qua anh Mẫn đã bỏ ra rất nhiều công sức, tiền của để đi tìm mộ anh Thành tại khu rừng mà mọi người chỉ dựng là nơi đặt trạm trung phẫu 37 năm về trước mà không đạt kết quả. Hôm nay xin phép bác và anh Thành cho anh Mẫn được thưa chuyện, mong được hai người chỉ dẫn." Anh Mẫn: "Thưa bác Ngô Trọng Đại và anh Thành, nhiều năm qua đã mấy chục lần cháu đi tìm anh giáo và các bác ở Cơ Bang. Lần gần đây nhất là tháng 12 năm 2001. Mặc dù đã được các nhân chứng chỉ chỗ chôn cất các bác, cháu đã khai vật nhiều lần mà vẫn không thấy. Lần này trời rong ruổi cho cháu được gặp nhiều đồng đội cũ của bác, những người trực tiếp chỉ huy trận đánh, trực tiếp chiến đấu và mai táng như bác Nguyễn Văn Ẩm, bác Trần Duy Trung, bác Nguyễn Trọng Bình, Châu Khải Địch, Nguyễn Văn Cán, Nguyễn Minh Sang, Trần Tấn Ước. Đặc biệt chuyến đi tới còn có Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh cùng nhiều thành viên khác. Cháu mong bác và anh Linh Thiên hướng dẫn thêm về chuyến đi này để kết quả như mong muốn." Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng sau một hồi chăm chú nhìn bức ảnh liệt sĩ Đại và lắng nghe miệng dạ vâng liên tục như thể hai người Trần đang trò chuyện với nhau, đã quay sang anh Mận để truyền đạt lại lời của liệt sĩ: "Từ đây xin ghi là liệt sĩ Đại. Tôi không nỡ bỏ anh em ở lại núi rừng để về quê hương, dù rất thương em trai tôi. Cả Thành cũng vậy, dù rất thương cậu, song cũng không thể về một mình mà để lại đồng đội đây Mẫn ạ. Lần nào cậu vào đà bới chúng tôi đều biết hết sự hiện diện của cậu ở Cơ Băng, bao nhiêu năm nay ở núi rừng Cơ Băng là nguồn động viên an ủi vô cùng lớn đối với linh hồn của liệt sĩ. Như vậy là vẫn có người nhớ đến chúng tôi vẫn còn có cơ hội về quê. Nhưng cậu chỉ đi tìm anh cậu còn để bỏ mặc đồng đội của tôi, của anh cậu thì làm sao tìm được. Anh Mẫn, thưa bác, những lần đi tìm trước cháu có đào đúng chỗ các bác nằm có mà." Liệt sĩ Đại: "Tọa độ cậu xác định là đúng, nhưng địa điểm cụ thể thì chưa. Phải lùi về phía con suối nữa, nơi có nhiều cây song lê gần sát nước. Trước đây chỗ mai táng chỉ cách suối khoảng 25m thôi. Đấy là lúc suối cạn, còn bây giờ suối đã ngập nhiều rồi. Chỗ hồ mênh mông ấy, hài cốt chúng mình ở dưới ấy. Cậu có đủ can đảm lặn xuống đấy không?" Anh Mẫn: "Thưa bác, như vậy có nghĩa là các bác nằm dưới con suối à? Vì ở đó bây giờ là đập thủy điện." Liệt sĩ Đại: "Cũng gần như vậy, duy chỉ có một điều tôi không muốn nói ra vì nếu nói sẽ chẳng ai vào đây với chúng tôi nữa. Thôi dù sao cũng cố gắng vào với chúng tôi đi, tôi muốn gặp lại những đồng đội cũ của tôi còn may mắn sống sót sau trận đánh ấy, và cũng để cho họ được một lần trở lại chiến trường xưa." Anh Mẫn: "Vậy có cách nào để xả con suối đó không à?" Liệt sĩ Đại: "Thế tôi mới hỏi cậu. Anh Mẫn, bác Đại ơi, bác hãy giúp cháu. Cháu sẽ xin xả đập nước, nhưng nếu chính quyền họ bắt cháu thì sao? Xin bác và các liệt sĩ giúp cháu." Liệt sĩ Đại: "Cậu làm vì việc nghĩa thì không ai dám hại cậu đâu, miễn là hợp lý hợp tình. Nhưng có một điều tôi muốn nói với cậu, tôi sợ cậu lực bất tòng tâm, tìm các liệt sĩ còn muôn vàn gian khó đấy, nhiệt tình không chưa đủ à. Mà cậu đã qua Vĩnh Thạnh bao giờ chưa?" Anh Mẫn ngạc nhiên hỏi: "Thưa bác, sao lại phải qua Vĩnh Thạnh xa xôi thế à?" Liệt sĩ Đại: "Cậu dốt lắm, không qua Vĩnh Thạnh thì chuyến đi của cậu còn có ý nghĩa gì? Kiểu gì cũng phải qua đó thắp hương, các liệt sĩ quê ở đó nhiều lắm và còn nhiều lý do khác nữa, sau này mới hiểu." Anh Mẫn còn đang phân vi vì lời dặn của liệt sĩ Đại,
thì vong linh của liệt sĩ Thành về, nói qua nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Anh không biết nói gì thêm với em cả, chỉ mong sớm được cùng em về với quê hương cha mẹ. Khi đi em nhớ thắp hương, xin phép tổ tiên để các cụ phù hộ cho em nhé. Nhà mình còn một ông chú chết trẻ nữa đấy. Chú trách là không bao giờ nói gì đến chú cả. Lần này em phải nhớ, anh và bác Đại sẽ phù hộ cho em. Chị Hằng tay vẫn chắp trước ngực nói, thưa bác Đại, thưa anh Thành, lần này anh Mận tổ chức đoàn đi tìm kiếm các liệt sĩ, tương đối quy mô. Có sự tham gia của nhiều nhân chứng, sự giúp đỡ của quân khu 5, của địa phương tỉnh Gia Lai và các nhà ngoại cảm thuộc bộ phận cận tâm lý. Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, thành phần này rất đầy đủ và chuẩn bị rất công phu. Cháu mong các bác hãy phù hộ giúp đỡ cho đoàn đi tìm kiếm thật này đạt được như ý muốn. Cháu cảm ơn bác Đại, anh Thành và cảm ơn các liệt sĩ. Cuộc nói chuyện kết thúc vào hồi 17 giờ, nhưng mọi người còn bình tĩnh chưa muốn về. Ai cũng băn khoăn trước những câu nói khó hiểu của liệt sĩ Đại. Nếu tôi nói ra sẽ chẳng ai vào đây nữa. Nếu không đi Vĩnh Thành, chuyến đi của cậu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Và cậu có đủ can đảm mò xuống dưới suối hay không? Có gì ẩn chứa trong những lời nói ấy? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước. Tận núi rừng Tây Nguyên xa xôi, hùng vị khiến cho tất cả mọi người cứ khắc khoải như chính linh hồn các liệt sĩ đã từng khắc khoải để chờ suốt 37 năm dằn dặt. Nước mắt giữa rừng sâu. Ngày 27 tháng 3 năm 2002, đoàn xuất phát từ Hà Nội trên đường đến Cơ Nách. Đoàn trẻ vào Nghệ An, Đà Nẵng, đón thêm một số nhân chứng. Trong đó có bác Ngô Trọng Quang, là em ruột của liệt sĩ Ngô Trọng Đại. Tổng cộng khoảng hơn 40 người, do Thượng tướng Miện Nam Khánh làm trưởng đoàn. Ba ngày sau, tại núi rừng Cơ Băng âm u, trùng điệp, tại chính mảnh đất đã thấm đẫm máu của ngót 500 chiến sĩ, đặc công anh hùng. Những người lính đã một thời vào sinh ra tử trong trận đánh khốc liệt Cơ Nách. Sau 37 năm trời đằng đẵng, nay tóc bạc da mồi, bồi hồi xúc động, kể lại kỷ niệm xưa, nước mắt lăn dài, khói hương nghi ngút. Những tiếng nức nghẹn ngào cứ bật ra. Trung tá Nguyễn Văn Cán, 70 tuổi, sụt sùi kể, lúc đó trận đánh rát quá, quân ta thương vong quá nhiều, nên tôi phải liên lạc và báo cáo cấp trên bằng bộ đàm. Đem báo cáo thì anh Ngô Trọng Đại giật lấy máy từ tay tôi để xin ý kiến chỉ đạo. Đúng lúc đó, có một quả pháo cối của địch bắn trúng anh, bụng anh bị vỡ, máu chảy ồ ạt. Ruột gan tòi hết cả ra ngoài, tôi phải xé quần áo buộc chặt. Dân quân hỏa tuyến, vội vàng đưa anh về trạm trung phẫu cấp cứu nhưng không kịp. Đau xót và thương lắm các đồng chí à. Nói đoạn trung tá Cán bật khóc nức nở. Như thể đang đứng trước trận chiến năm nào đầy xác và máu đồng đội. Trung tá Nguyễn Văn Ẩm, 74 tuổi nhân vật trung tâm của chuyến đi. Vì ông là người trực tiếp chôn cất liệt sĩ Đại, Thành và 6 đồng chí khác nhớ lại. Tôi đào sẵn 50 hố, mặc dù số lượng hy sinh quá nhiều so với dự kiến, nhưng cuối cùng cũng chỉ đưa về mai táng được 8 đồng chí thôi. Sợ địch phát hiện nên chung cất xong chúng tôi phải sang phẳng ngay. Kể lại thì xót lắm. Lúc đó vì khó khăn nên mai táng các đồng chí ấy chẳng có quan tài, áo mưa hay tăng võng gì sắc. Chỉ vỏn vẹn có 4 mét vải xô trắng quấn qua loa. Nếu tìm thấy bây giờ thì xương cốt chắc cũng chẳng còn gì nữa. Trung tá Nguyễn Minh Sang, người trực tiếp tham gia trận đánh, sau này đã từng bám trụ chống lại bọn lâm tặc phá rừng, nơi đồng đội của bác đã đổ xương máu, hiện đang sống tại Cơ Băng, thì vừa khóc tu tu vừa nói, phải tìm bằng được các liệt sĩ rồi sau này có chết đi, cũng không có gì phải áy náy. Chừng nào chưa tìm được các anh thì rừng này vẫn phải giữ nguyên, không ai được chặt phá. Trong khi chúng ta còn sống, thì bằng mọi cách phải đưa các anh trở về với quê cha đất mẹ. Bí mật dưới hồ đất lốt. 13 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2002, bắt đầu cuộc tìm kiếm hài cốt 8 liệt sĩ tại khu vực trạm trung phẫu. Trung tá Nguyễn Văn Ẩm do tuổi cao sức yếu, trí nhớ giảm sút cộng với địa hình thay đổi quá nhiều và 37 năm mưa nắng nên không thể nhớ được chính xác vị trí trạm trung phẫu cũng như nơi chôn cất 8 liệt sĩ. Cả ba nhà ngoại cảm là Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Khắc Bảy và Thẩm Thúy Hoàng đều kêu ở đây nhiều quá, mất hết thông tin, không ai gặp được vong. Lực lượng bộ đội và dân quân đào một số đoạn hào nhưng không phát hiện được dấu vết gì. Một số dân địa phương người Ba Na lớn tuổi chỉ một số điểm khác cũng không trúng. Các nhà ngoại cảm đều cố gắng cầu khấn xin gặp phong người chỉ huy cao nhất là liệt sĩ Ngô Trọng Đại. Đến 21 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2002, tại nhà nghỉ, Thẩm Thúy Hoàng gặp được phong liệt sĩ Ngô Trọng Đại. Liệt sĩ dặn, triển khai xuống phía dưới con suối, không nên đào quá lên trên. Hôm nay đã hớt một phần, ngày mai chịu khó bớt lại một chút.
từ chỗ đào hôm nay dơi chéo xuống. Vì hài cốt của chúng tôi không còn nhiều nên khi đào phải chú ý thận trọng một chút. Ngày mai tìm được các liệt sĩ khác rồi mới tìm được tôi và anh Thành. Nếu không, các anh em còn lại sẽ không có ai tìm nữa. Cùng thời gian đó, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng được ý kiến vong liệt sĩ đại. Chị nói thêm, người bác rất cần gặp hôm nay, vì bác đã sanh cọ để cho họ đón ngực, thì không đến để nói một lời chia sẻ với anh em ở đây. Bác ẩm là đồng đội cũ, nhưng không nói thay được. Khi nghe tin đoàn vào, anh em liệt sĩ ở đây rất mừng, ra đón rất đông, nhưng các vị tướng lại không nói một lời. Xét mép gần bờ suối còn nhiều anh em, cháu yên tâm không đi nhầm khu vực, bác sẽ hiệp đồng với cháu. Hình ảnh của liệt sĩ Ngô Trọng Đại xuất hiện mờ ảo rất nhanh, nhưng cả hai nhà ngoại cảm đều thu được trùng khớp thời gian và nét mặt. Chiều hôm sau, đoàn tìm kiếm quay trở lại rừng. 13 giờ cùng một lúc, chị Hằng và Hoàng đều reo lên, bác đãi về kia. Việc tìm kiếm khu mộ bắt đầu chuyển hướng về phía chân đồi, nơi dòng suối đắt lớp. Cả đoàn túm vào phát quang hơn 100 mét rừng, lê rậm rạp, mở đường xuống suối. Các nhà ngoại cảm và trung tá Nguyễn Văn Ẩm cùng chung một ý nghĩ. Dòng suối cạn khi xưa nay đã thành hồ nước rộng gần 100 mét vuông, do chính quyền huyện Cơ Bang ngăn nước tạo đập làm thủy điện. Và khi rồi, một gốc cây cổ thụ bị cưa ngang nổi lập lờ mặt nước. Bằng khả năng đặc biệt, nhà ngoại cảm Bích Hằng đã xác định được vị trí của 8 liệt sĩ đang nằm dưới lòng suối. Rồi cho người cắm cọc theo các trật tự như sau: liệt sĩ Đại, Tất, Được, Tuyển, Hưởng, Bình, Thành và Công. Liệt sĩ Đại là tiểu đoàn trưởng, người chỉ huy cao nhất nên được an táng đầu tiên. Người được an táng cuối cùng là liệt sĩ Công, trẻ nhất. Bích Hằng thắp hương tại vị trí đang khai vật để nói chuyện với các liệt sĩ. Liệt sĩ Đại yêu cầu gặp bác lại. Em trai, liệt sĩ nói qua Bích Hằng, em mới vào đây thì biết gì đâu, không đào chỗ này nữa, cô Lệ dạo này ra sao? Bác lại đáp, cô Lệ đã lấy chồng, là thương binh anh à. Liệt sĩ Đại, trước đây anh có người yêu tên Lý, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, làm giáo viên, quen nhau ở lớp học bình dân. Cô ấy đã tình nguyện quan hệ với anh một lần. Lúc đó, hai người có bàn với nhau, nếu con gái đặt tên là Hoài, con trai đặt tên là Nhơn. Nhưng trong túi anh lúc nào cũng có ảnh của cô Lệ ở quê mình, đã dạm hỏi ý. Rất tiếc là lúc chôn anh, bác Ẩm đã không chôn bức ảnh cùng, chỗ anh vào ngày mùng 7 tháng 3, chứ không phải mùng 8. Làm lệch ngày, anh về, không có nén hương, anh tủi thân. Vị trí các anh em liệt sĩ ở đây là Đại, Tất, Được, Tuyển, Hưởng, Bình, Thành, Công. Nếu anh Chương, đồng chí Nguyễn Huy Chương, nguyên chính trị viên trưởng tiểu đoàn, người quyết định trận đánh, mà có trách nhiệm đến thăm anh em ngay từ khi hòa bình lặp lại, thì có biết bao nhiêu anh em đi theo ủng hộ, chứ phải đâu như bây giờ. Nơi này tắm máu anh em xong, để đấy, y cụ xong nồi cháo vẫn ở dưới suối. Liệt sĩ Thành nói chen vào, lúc nãy bác Đại thấy bác lại cứ đi vòng quanh mãi, nên bác Đại thương quá mà về gặp. Mẫn ơi, chỉ cần em vào đây thắp hương là đủ rồi, để cho anh ở lại đây, không phải anh không muốn về. Anh cũng nhớ mẹ lắm chứ, nhưng sợ em, lực bắt tầm tâm vì anh đang nằm ở dưới làn nước sâu. Chị Thường nản rồi, không vào thăm anh nữa à. Chị ấy là phụ nữ, đi lại vất vả thế, chắc không chịu được. Có thằng Hải, thằng Đông vào đây là anh vui rồi. Hải nó lớt phớt, không tin là tìm được anh. Anh chỉ còn rất ít. Liệt sĩ Đại nói tiếp, khẩu súng lục anh đeo lúc vào trạm trung vậu, vì ruột cứ lòi ra nên đã tháo ra để quắn băng. Anh chỉ ú ớ được mấy tiếng rồi không biết gì. Cô Lý rất yêu anh, nhưng nhà đã dạm hỏi coi như anh có vợ, muốn gửi lời xin lỗi cô Lệ, đã để cô ấy chờ lâu quá. Em mang về dù một nắm đất cũng nhắn Lệ đến thăm anh. Bích Hằng, thưa bác Đại, cháu xin phép được thỉnh cầu bác lần nữa, mong bác cho biết tàu độ chúng cháu cắm cọc kia đã đúng chưa ạ? Bác có thể chỉ dẫn để chúng cháu cắm lại, và bác lại có đôi lời muốn thưa chuyện với bác. Liệt sĩ Đại, đây là cọc đầu tiên và 6 cọc tiếp theo, nhưng không phải chỗ này đi tiếp cắm lại. Được rồi, bắt đầu từ đấy kéo dài thẳng đến gốc cây, đây là cây đa che chở cho trạm trung phậu. Bác Ngô Trọng lại chắp tay vái li lệ, miệng miếu máu. Anh ơi, nếu đúng mảnh đất này là nơi lưu giữ xương thịt anh, thì anh cho phép tất cả các gia đình thân nhân liệt sĩ ở đây, mong anh trao đổi với các anh em và cho biết ý kiến. Điều kiện em rất khó khăn, tuổi cao, sức yếu, khả năng tài chính eo hẹp. Anh nên về nghĩa trang liệt sĩ Hòa Vang hoặc đài liệt sĩ xã Hòa Thọ, quê mình yên nghỉ. Liệt sĩ Đại, thật ra trong lòng anh đã nghĩ đến điều đó. Dù sao nơi này cũng có xương máu của anh và đồng đội. Với tình cảm của em và mọi người dành cho anh, thì dù chỉ là một nắm đất cũng đầy đủ ý nghĩa rồi. Hồi xưa đi hoạt động, anh vẫn thường bảo với em là anh hùng xá kệ chi thân xác, mạng sống của mình còn chẳng tiếc, huống hồ một nắm xương tàn. Thôi thì xin thổ hóa thổ,
sinh ra từ đất rồi lại trở về với đất. Với anh em ở đây, về mặt chỉ huy anh có thể nói được, nhưng tình cảm cá nhân thì mỗi người một ý, anh không thể quyết định thay được. Riêng anh đồng ý theo em về. Em mỗi tuổi, mỗi yếu, đi lại nhiều thương lắm. Quê mình là Hò Nhơn, sao bây giờ là Hò Thọ? Dù về nghĩa trang xã hay huyện đều được, còn như thế này coi như anh được thủy tang dưới dòng suối với anh em. Cậu Tuyện được cũng sẵn sàng về. Còn các anh em khác đang lưỡng lự. Em có thể bóc một nắm đất sát bờ suối, còn vị trí vừa cắm cọc là có anh nằm ở dưới. Em cứ bóc một nắm đất lên rồi khấn ba hồn bảy vía anh Ngô Trọng Đại ở đâu thì thê em về quê. Em bóc 7 lần và nói như vậy. Mỗi lần cắm một nén hương, em chắp tay xin thần rừng, thần sông, thần suối phù hộ cho linh hồn anh được về quê. Anh không muốn về trong ngậm ngùi mà muốn có lá cờ tổ quốc phủ lên phần đất, dù là tượng trưng, để phủ lên cho anh. Bác lại phân lời, làm đúng lời anh dặn, vừa bóp đất, vừa khấn, vừa khóc. Tiếng khóc nức đớn nào, chất chứa cả một đời, cứ lan trong chiều tím, nghe vừa ai oán, vừa xót xa. Cả đoàn không ai kìm được nước mắt. Còn anh Mẫn lặn ngụp dưới lòng hồ suốt từ chiều đến giờ, nhưng vì hồ rộng, nước sâu nên đành chịu. Nước hồ trộn lẫn nước mắt, ướt đầm. Tương anh đứt ruột nhưng đành phải gạt nước mắt, tạ từ chờ đến mùa khô nước cạn. Thông tin về Phan Thị Bích Hằng tìm mộ liệt sĩ, phần 2 đến đây là hết. Các bạn hãy nhớ bấm nút đăng ký để xem tiếp phần tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.